Xin chào mọi người. Như là cứ tới giờ tới ngày là Át ơi tỉnh chưa? Át ơi tình hình hôm nay thế nào? Cậu Trần Ngọc Đại, hôm nay 2 lít hài lòng nhé. Đệ nhất phế vật kiếm tông tầm 168. Tại lúc mọi người dưới đài kinh hãi, mà Dư Phong nên là thần sắc bình tĩnh. Tại lúc nắm đấm cách trước mặt hắn vài tấc, Dư Phong cầm kiếm hướng về phía bên trái bỗng nhiên đâm tới, lập tức hắn lại hướng về phía trước bên phải cùng phía sau đâm ra, tốc độ vô cùng nhanh. Vô số người dưới đài căn bản không cách nào thấy rõ quỹ tích thanh kiếm của Dư Phong, chỉ thấy nhìn thấy một đạo kiếm ảnh ầm ầm, vô số âm thanh trầm thấp không ngừng vang lên. Hồi lâu sau, thân hình năm cái anh em tỉnh kia đột nhiên run lên, lập tức bốn thân ảnh trong số đó tiêu tán tại không trung. Quả nhiên là kiếm tông thông minh. Tay phải anh em tỉnh chậm đã siết chặt nơi ra, lại có thể nhìn thấu di hình hoán ảnh của ta. Cũng tốt, nếu như không thể nhìn thấu, vậy trận chiến này không khỏi không quá mức nhàm chán. Hy vọng người có thể tiếp tục mang đến cho ta sự kinh hỉ. Vừa dứt lời, A Nam Tĩnh một quyền bỗng nhiên đánh ra, lập tức một luồng năng lượng nháy mắt phá không bắn tới, đi vào trước đầu Dương Phong. Dương Phong một kiếm đâm vào một chỗ bên trong nắm đấm năng lượng kia, ầm một tiếng vang nhỏ truyền ra, nắm đấm năng lượng vỡ ra. Thế như là vừa vỡ ra, nắm đấm năng lượng kia là quý vị cấp tốc hồi tụ, sau đó đánh vào ngực Dương Phong. Ầm, Dương Phong nhướng mày hướng về phía sau để lùi lại tầm 10 bước, cúi đầu xem xét trước ngực hắn đã lõm sâu vào rất nghiêm trọng. Quyền ý cứu trọng, hình tán ý không tiêu tán, chừng 20 tuổi lại thấy đạt tới quyền ý cứu trọng, thực là khiến người xấu hổ à. Nàng yêu nghiệt mức này, chết sợ ngay cả ông trời cũng phải đố kỵ. Ở một nơi nào đó, Thiên Hiển vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng nói. Trên thì lâm đài, nhưng phong lúc này thần sắc cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thực lực của anh nam tỉnh này so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều, nên như không phải thân xác của mình đã trải qua U Minh Chuyển Hóa cùng bốn thần thú kia rèn luyện, chỉ cần một quyền này đối phương liền có thể đem mình miểu sát. Thần xác không tệ đó. A Nam Tĩnh hướng về phía trước đi lên một bước, mũi chân bỗng nhiên điểm một cái, thân hình giống như con báo săn mồi mãnh liệt bắn ra. Tại chỗ liền xuất hiện một đạo tàn ảnh A Nam Tĩnh giống như thực chất, mà bản thể của nàng đã đi tới trước mặt Dương Phong, không sử dụng bất luận cái huyền kỹ gì, chỉ liền đấm ra một quyền vô cùng đơn giản. Đối với tốc độ của A Nam Tĩnh, Dư Phong mặc dù trong lòng chấn kinh nhưng cũng đã có chút quen thuộc. Hắn không dám khinh thường, kiếm xương rồng mang theo một đạo kiếm quang hoành ngang chặn trước người. Nên đấm A Nam Tĩnh đánh vào trên thân kiếm xương rồng, ầm một tiếng, kiếm xương rồng lập tức uốn lượn cong như hình cây cung. Sau mặt Dư Phong biến hóa, thế như là lúc này chân phải A Nam Tĩnh hướng về phía sau có chút rút lại. Sau một khắc, đầu gối của nàng hướng về phần bụng Dương Phong bỗng nhiên thúc tới. Dương Phong phản ứng không hề chậm, tay trái hóa chưởng bỗng nhiên vỗ xuống phía dưới, ầm. Lòng bàn tay tê rần, trong lòng Dương Phong giật mình, mà lúc này thân hình A Nam Tĩnh kia lại là khẽ động, nháy mắt đã đi vào sau lưng Dương Phong, chân phải mang theo âm thanh không khí nổ tung như muốn xé toát không khí, nhắm về phía đầu Dương Phong quét ngang tới. Sắc mặt Dư Phong biến hóa, chân phải bỗng nhiên giật mạnh, thi triển ra chớp mắt vàng dặm, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại sau lưng A Nam Tĩnh không chút do dự một kiếm đâm tới. Thanh kiếm xuyên thấu thân thể A Nam Tĩnh, thế nhưng là trên mặt Dư Phong không có được đến vui mừng, ngược lại còn biến sắc. Sau đó lại lần nữa thi triển chớp mắt vàng dặm biến mất ngay tại chỗ. Tại một khắc hắn vừa biến mất tại nguyên chỗ kia, nàng đấm A Nam Tĩnh để đã xuất hiện ở chỗ đứng của hắn lúc trước. Nhìn xem một màn trên đài này, dưới đài vô số người thần sắc kích động, nhiệt huyết sôi trào. Không hổ là kiếm tâm thông minh. Trên tiền lâm đài, A Nam Tĩnh nhìn xem Dương Phong khẽ đầu. Mỗi một lần, vậy mà đều có thể phá vỡ thế công của ta, không tệ. Chiến đấu như vậy mới có một tia hứng thú. Người phải cẩn thận, tiếp theo ta sẽ bắt đầu nghiêm túc. Dương Phong đứng hình, nhưng lúc này hắn lại nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đã đến nghiêm túc. Ồ, trong mắt A Nam Tĩnh lấy lên một tia hưng phấn nói ra.
còn có át chủ bài nữa sao? Rất tốt, ta rất chờ mong đó. Khóe miệng Di Phong dịch một cái, nữ nhân này thật sự là một kẻ điên cuồng chiến na. Nhớ tới gia thủ lúc trước, hắn vẫn còn có chút kinh hãi. Nếu như không phải hắn có kiếm tâm thông minh thì hắn căn bản không sống qua được mấy hơi thở. Tốc độ cùng lực lượng của nữ nhân này còn có các loại phương thức chiến đấu quỷ dị, thật sự là quá mức khủng bố. A Nan tỉnh này thật xứng đáng với hai chữ võ thần. Hít sâu một hơi, Di Phong còn tay búng ra, ôm kỹ hỏa thám hiệp trên thân kiếm xương rồng trong tay. Huyền khí trong thể điên cuồng tràn vào kiếm xương rồng, thay huyền khí màu tím nhạt không ngừng tràn vào. Trên thân kiếm xương rồng, hỏa diễm dần dần biến thành màu đỏ tím, vô số kiếm mang cùng hỏa diễm từ trong đó không ngừng hướng về bốn phía bắn ra tung tóe. Trong mắt Di Phong lấy lên một tia kiên quyết, không còn ẩn tàng, tâm niệm khẽ động. Sau đó cửu u kiếm vũ thoáng hiện mà ra, trong chớp mắt toàn bộ trên thì nấm đài xuất hiện một cổ âm hàn lạnh thấu xương, cửu u hàn phong. Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số người kinh ngạc, đây là một loại thiên địa linh vật nữa sao? Di Phong này vậy mà có được hai loại thiên địa linh vật rồi sao? Ở một nơi nào đó, Thiên Hiển cùng Phong Tu hai người kia cũng là khẽ giật mình. Tuy nhiên hai người bọn hắn không hề nghĩ tới Di Phong này vậy mà có được hai loại thiên địa linh vật. Hai loại thiên địa linh vật đó à? Di Phong này chẳng lẽ đã từng được khí vật gia thân rồi hay sao? Thiên Hiển có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Di Phong này cũng quá được trời ưu ái. Mà Phong Tu ở một bên trong mắt lại hiện lên một tia tham lam. Cửu Hàn Phong sao? A Nan tỉnh nhẹ giọng thì thào một tiếng, sau đó nói: người có thật là làm cho ta có chút kinh ngạc, lại có thể có được hai loại thiên địa linh vật. Tới đi, để ta xem một chút Cửu Hàn Phong cùng U Minh Ký Hỏa này mạnh tới bao nhiêu, sẽ được như ngươi mong muốn. Tay phải Di Phong chậm rãi đem kiếm nâng lên, nhắm thẳng vào A Nan tỉnh. Tay trái cũng nắm lấy chuôi kiếm, hai tay cầm kiếm, một chớp mắt im lặng, hai tay đột nhiên biến đổi, hóa thành một đôi long trảo. Cùng lúc đó, trong hai mắt Di Phong đã trở nên đỏ ngầu. Sau đó, hai cánh tay bỗng khẽ vỗ, Di Phong đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo kiếm quang ở trong sân lóe lên, Di Phong xuất hiện tại trước người A Nam Tĩnh. Tiếp đó, đám người nghe được thanh âm của A Nam Tĩnh: phong ngự. Lập tức, mọi người dưới tiểu đống đài ngây ra như phỏng. Chỉ thấy tay phải A Nam Tĩnh duỗi thẳng về phía trước. Ở trong lòng bàn tay nàng, mũi kiếm màu tím của Di Phong gắt gao căng thẳng tại nơi lòng bàn tay A Nam Tĩnh. Trong mắt Di Phong lóe lên một tia tàn nhẫn. Sau đó, hai cánh tay lần nữa bỗng nhiên khẽ vỗ, quát: phá cho ta! Vừa dứt lời, mũi kiếm bỗng nhiên xoay tròn, trường kiếm tiến thẳng một mạch. A Nam Tĩnh sắc mặt biến hóa, bàn tay bỗng nhiên chộp tới, gắt gao chộp lấy kiếm của Di Phong. Thế nhưng lại lúc này, cổ tay Di Phong lại chuyển một cái, trường kiếm bỗng nhiên xoắn một vòng. A Nam Tĩnh sắc mặt lại biến, bàn tay buông ra, chân phải đập nhẹ trên mặt đất, lùi về phía sau hơn 10 trượng. A Nam Tĩnh mở bàn tay ra, cái đấy trong lòng bàn tay kia xuất hiện một lỗ máu đỏ tươi sâu mấy cm, máu tươi từ trong đó không ngừng tràn ra. Nhìn xem lỗ máu đỏ tươi trong lòng bàn tay kia, A Nam Tĩnh giật mình, sau đó nhìn về phía Di Phong. Không nghĩ tới chữ ngự này lại bị ngươi phá, càng không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đã thương được ta. Di Phong mới thực sự mang lại cho ta sự kinh hỉ rất lớn. Có ngươi trên đời, cuộc sống của ta không còn buồn chán. Không còn buồn chán sao? Di Phong nhẹ cực cười nói ra: thế nào, người chắc là thích ta rồi đúng không? Thích người sao? A Nan tỉnh khẽ giật mình, lập tức khẽ lắc đầu. Người nói không sai, ta xác thực coi trọng người. Với thực lực không tệ, có người làm bạn, trên đường võ đạo mới càng thêm thú vị. Khóe miệng Di Phong giật một cái, nếu nhìn trước mắt này chẳng lẽ nghe không ra mình đã đang đùa giỡn nàng hay sao? Không như vậy, nữ nhân này si mê võ đạo, lại còn thêm thực lực cường hãn đến cực điểm, chỉ sợ không một người nào dám đùa giỡn với nàng. Mình đùa giỡn nàng, nàng nghe lại không hiểu cũng là bình thường. Mình suy nghĩ cái gì vậy chứ? Hiện tại để đang kịch chiến, không phải lúc nói chuyện yêu đương. Di Phong khẽ lắc đầu, sau đó đem cửu u kiếm vũ thu vào, liên tục hai lần thi triển cửu u kiếm vũ này, huyền khí trong cơ thể của hắn đã tiêu hao sạch sẽ. Hắn lúc này chỉ còn lại phòng ngự thân xác cùng lực lượng thân xác. A Nam Tĩnh dường như cũng biết tình huống lúc này của Di Phong, nói ra: ngươi mặc dù đã thương được ta, nhưng lúc này ngươi đã không còn lực lượng để chiến. Trận chiến giữa chúng ta dừng ở đây thấy như thế nào? Chứ ta thì ta còn hy vọng
tương lai ngươi có thể tiếp tục mang tới cho ta sự kinh hỷ. Vậy ngươi đem vị trí thứ nhất nhường lại cho ta sao? Như vòng nói, nên như đối phương chỉ đem vị trí thứ nhất tặng cho hắn và trận chiến này dừng ở đây là không còn gì tốt hơn. Chứ ta thì mục đích của hắn là thu hoạch được khí vận cứu vũ tịch, còn khó nhân tình của anh gia mà không phải là vì tranh đoạt cái gọi là tên tuổi gì kia. Tên tuổi có thể làm cơm ăn được sao? Đáp án là không thể. A Lan Tịnh lắc đầu nói ra, mặc dù ta khinh thường cái gọi là vị trí thứ nhất này, nhưng là gia tộc ta lại cần, cho nên không thể để lại cho ngươi. Nên như ngươi thật sự muốn lì lấy ra thật là của mình mà lấy. Chính là ta nhìn ngươi lúc này dường như đã không còn có lực lượng. Đánh cược hay không? Như Vong đột nhiên nói. Cược cái gì? A Lan Tịnh hơi ngẩn ra lập tức hỏi. Nếu như là người khác, nàng sẽ trực tiếp một quyền đánh qua, nhưng là Như Phong trước mắt này để cho nàng có một loại cảm giác nhìn không thấu. Cộng thêm việc Như Phong có thể làm cho nàng bị thương, cho nên nàng có không ngại lãng phí một chút thời gian. Nếu như ta thắng, người đáp ứng ta 3 điều kiện. Nếu như ta thua, ta còn đáp ứng người 3 điều kiện. Phải như thế nào? Như Phong nói ra. Người có tự tin như thế sao? Anh Lan Tĩnh lông mày nhướng lên, tay phải thành ống phía sau lưng nhẹ nhàng nói. Ta muốn thử xem. Như Vong nói, sợ gì hắn nói ra đánh cược, chẳng qua chỉ là hưng phấn nhất thời. Nếu có thật đánh thắng, đó chính là tương đương với việc đạt được một sự trợ lực siêu cấp. Về phần thua, thua không có gì. Lấy sự cam ngạo của Lâm Tĩnh này, nàng chắc chắn sẽ không để hắn làm chuyện gì khó xử. Anh Lâm Tĩnh gãi đầu nói ra, xem ra ngươi còn có ác chủ bài gì khác, cũng tốt như vậy đi. Nếu như ngươi có thể làm cho ta bị thương, thì cái đệ nhất giữa lâm bản này ngươi cầm lấy đi, đồng thời ta sẽ đáp ứng ngươi 3 điều kiện. Như là nếu như ngươi không thể gây tổn thương cho ta, như vậy ta sẽ đích thân giết chết ngươi. Ta không thích bị người làm lãng phí thời gian, cho dù là ngươi, hiểu chứ? Như Phong nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đi về hướng A Lan Tĩnh. A Lan Tĩnh không hề động thủ, chỉ nhàn nhạt nhìn xem Như Phong. Trong hai mắt của nàng có một tia hiếu kỳ, nàng muốn biết nam tử trước mắt đã không còn huyền khí này đến tột cùng phải làm thế nào để đả thương được nàng. Rất nhanh, Dư Vong đi vào trước mặt A Lan Tĩnh. Lần đầu tiên hắn tại khoảng cách gần như thế này nhìn A Lan Tĩnh, không thể không nói A Lan Tĩnh vẫn vô cùng có mị lực. Mày kiếm mắt phượng, thân sắc nghiêm túc thận trọng, trong mắt vẫn viễn an tĩnh như nước, phảng phất như không có điều gì có thể để cho nàng lộ ra vẻ xúc động. Nhìn một nữ tử nhu mì như thế, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến nữ tử trước mắt này bên trong thân thể mềm mại nhìn có chút yếu ớt này ẩn giấu đi lực lượng đáng sợ tới cỡ nào. Khẽ lắc đầu, Dư Vong nói, đưa tay ra. Anh Lan Tĩnh đại mi cau lại nhưng vẫn đem tay phải đi ra ngoài. Tuy nhiên nàng cũng sẽ không cứ như vậy mà để cho Dư Phong nắm lại. Tại trên lòng bàn tay của nàng có một cỗ lực lượng khó hiểu. Cỗ lực lượng này chính là chữ ngự trong tam tự chân ngôn của nàng. Trừ phi Dư Phong có thể lần nữa bộc phát ra loại lực lượng lúc trước kia, nếu không chỉ bằng vào lực lượng thân xác, Dư Phong có làm như thế nào cũng không có khả năng phá vỡ chữ ngự này của nàng. Dư Phong hít sâu một hơi, không còn do dự, kiếm xương rồng đặt ở trong lòng bàn tay A Lan Tĩnh. Sau một khắc, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện tại bên trong phạm vi nửa trượng chung quanh hai người. Lớp cỗ lực lượng này xuất hiện, hai mắt A Lan Tĩnh lập tức trừng lớn. Trong ánh mắt của nàng lần đầu tiên xuất hiện thần sắc chấn kinh. Dưới đài, vô số người nhìn thấy một màn này, trong đầu đầy nghi hoặc không hiểu. Dư Phong cùng A Lan Tĩnh này đang làm cái gì vậy chứ? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nữ võ thần một mực lạnh nhạt tỉnh táo này sẽ xuất hiện ánh mắt khiếp sợ như vậy? Dư Phong kia đến tột cùng đã làm cái gì? Đám người nghi hoặc không hiểu. Trên tiền long đài, kiếm xương rồng trong tay Dư Phong bắt đầu rung động kịch liệt, phó phát như có thứ gì đó muốn xông ra ngoài. Tay phải Dư Phong nắm thật chặt kiếm xương rồng, thanh kiếm kia lập tức bình tĩnh đến lại, cầm kiếm xương rồng nhẹ nhàng vạch một cái. Cỗ lực lượng khó hiểu trong lòng bàn tay kia của A Lan Tĩnh lập tức tan thành mây khói. Cùng lúc đó, một vết máu mảnh như sợi tơ xuất hiện tại trong lòng bàn tay A Lan Tĩnh. Thu kiếm lại, Dư Phong nhìn A Lan Tĩnh trước mắt, trên đôi mắt vẫn mang theo thần sắc chấn kinh nồng đậm nói ra, A Lan Tĩnh, người thua. Dưới đài lập tức trở nên hỗn loạn. Nói cho cùng, Dư Phong lần này đùa nghịch một chút tiểu tâm cơ, hắn không hề nắm chắc hoàn toàn chiến thắng được A Lan Tĩnh trước mắt này. Cho dù là khi triển ra át chủ bài kiếm vực mạnh nhất của hắn, đương nhiên nếu như khi triển ra kiếm vực, hắn cũng nắm chắc đứng ở thế bất bại.
đơn giản một chút mà nói chính là nên Diệu Thánh cùng A Nam Tỉnh muốn phân thắng bại thì khả năng này nên thực sự cần một trận sinh tử chiến. Nhưng Văn Hánh tới tham gia tiền long bảng, ngoại trừ bởi vì Diệu Thánh cùng Thủy Hoàng có ước định ra, cũng bởi vì bố tịch về bằng cái gọi là danh hiệu đệ nhất tiền long bảng kia, hắn không chút nào quan tâm, bởi vì cái danh hiệu này không thể nào mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Đối với Phong mà nói, chỗ tốt mà tính thực chất mới là chân thật nhất. Hắn sở dĩ có là ý niệm này trong đầu, đoán chừng là do khi bé quá nghèo mà thực dục đến mức trắng trợn. Trên tiền long đài, A Nam Tỉnh không hề chớp mắt nhìn xem Di Phong, sự chấn kinh trong mắt dần dần chuyển thành hưng phấn. Đó là sự hưng phấn trần trụi, nàng nhìn chằm chằm khiến Di Phong có chút tê dại da đầu. Ánh mắt A Nam Tỉnh nhìn Di Phong kia thật sự mang theo tính xâm lược, tự như một ác quỷ đam mê sắc dục nhìn thấy một đại mỹ nữ. Nghe đến chuyện này, Di Phong toàn thân một trận lạnh toát. Không nghĩ tới bên trong thế hệ trẻ tuổi Huyền Giả Đại Lục vậy mà có người có thể lĩnh ngộ vượt trước ta một bước. A Nam Tỉnh nhìn sang Di Phong nói ra, xem ra cho tới nay ta đều xem nhẹ ngươi, đánh cược lúc trước ta thua, có điều ta vẫn là muốn đánh với ngươi một trận. Từ vài năm trước, Tổ sư Kiếm Tông dựa vào kiếm vực vô địch khắp thiên hạ, mà bây giờ lại xuất hiện một người lĩnh ngộ kiếm vực thượng thiên, thật không đối xử tệ với ta. Di Phong có chút trầm ngâm, sau đó nói, người có thể chuyên tâm tu luyện võ đạo mà ta lại không thể, ta còn có rất rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên trận chiến giữa ngươi và ta tạm thời trì hoãn lại, thấy như thế nào? Hiện tại hắn chỉ muốn đem Hiểu Vô Tịch cứu sống, sau đó tăng lên thực lực trực tiếp trở về Nam Vực. Lần này vô luận như thế nào, hắn cũng không thể tiếp tục để mẫu thân lưu tại Bách Học Cung, bất luận phải bỏ ra cái giá cỡ nào, bởi vì hắn đã không có nhiều thời gian để sống. Trong mắt A Nam Tỉnh lấy lên một tia do dự, nàng rất muốn lúc này để cùng Dương Phong chân chính chiến một trận thật thống khoái, nhưng là lúc này Dương Phong rõ ràng không có ý muốn chiến, cứ như vậy coi như nàng có thắng lại có ý nghĩa gì chứ? Có chút trầm ngâm, A Nam Tỉnh nói ra, có thể. Vừa nghe vậy, trên khuôn mặt Dương Phong hiện lên một nụ cười. Hắn không sợ A Nam Tỉnh, nhưng thật sự không muốn lúc này cùng A Nam Tỉnh kịch chiến sinh tử. Đương nhiên, nếu như nàng không đáp ứng, vậy hắn cũng chỉ có thể lấy mạng mà đánh một trận. Kỳ thật lúc này ta không nắm chắc tất thắng. Lúc này A Nam Tỉnh đột nhiên nói ra, người đánh một kiếm vực, cộng thêm lúc này người có kiếm tâm thông minh, một kiếm phá vạn pháp, người tại bên trong kiếm vực đã đứng ở thế bất bại. Mặc dù như thế, nhưng là ta vẫn là muốn hiện tại đánh với ngươi một trận, bởi vì ta rất muốn nhìn một chút cái kiếm vực này đến tận cùng mạnh tới bao nhiêu. Về sau còn có rất nhiều cơ hội, không phải sao? Di Phong cười nói ra. A Nam Tỉnh khẽ gật đầu, người đã không sai, còn rất nhiều thời gian. Vừa dứt lời, A Nam Tỉnh quay người đi về hướng tiền long đài, tỏ rõ thái độ của nàng. A Nam Tỉnh cứ như vậy mà nhận thua rồi sao? Đây là ý gì chứ? Trong đầu đắng người đầy dấu chấm hỏi. Trên tiền long đài, tầng màn sáng đã một lần nữa được sửa chữa, có hiệu quả cách âm, còn thanh thời điểm Di Phong thi triển kiếm vực đã cố ý khắc chế, cho nên người bên ngoài tiền long đài căn bản không biết Dương Phong cùng A Nam Tỉnh ở bên trong đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Về phần Dương Phong cùng A Nam Tỉnh, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không đi giải thích, nhưng giữa sân có hai người đều biết đến, đó chính là Thiên Huyễn cùng Phong Tu kia. Tại thời điểm Dương Phong thi triển kiếm vực, hai người liền hoàn toàn ngây người. Ông trời ơi, kiếm vực, bà hắn nhìn thấy cái gì vậy chứ? Một thiếu niên gần 20 tuổi vậy mà đánh một kiếm chi lĩnh vực. Kiếm chi lĩnh vực đó à? Nên xem như một số kiếm tu sống hơn ngàn tuổi để không thể lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực được ta. Còn có nước Tổ sư Kiếm Tâm lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực năm đó, tự nhiên là tại thời điểm hơn 30 tuổi đúng không? Nhưng ông này thiên phú vậy mà so với Tổ sư Kiếm Tâm kia còn kinh khủng hơn hay sao? Một sự hối hận đối với từ đáy lòng hai người dâng lên. Kiếm ý kiếm tâm tâm binh càng lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, vậy mà đối phương mới 20 tuổi. Nói thiên tài này bán, vậy mà vì tuổi thọ của đối phương nên đem hắn cờ tuyệt ở phòng giữ xe. Nói thiên tài này coi như dốc hết tâm môn đánh đổi cũng là sẽ không tiếc ăn. Bởi vì loại thiên tài này một khi trưởng thành, không chỉ có thể đảm bảo tâm môn vạn năm không lo lắng, càng có thể mang theo tâm môn đi về phía hư hoàng. Chỉ là đáng tiếc hai người bọn họ vậy mà đem hắn cờ tuyệt ở ngoài cửa, đặc biệt là Phong Tu kia. Lúc này mặt của hắn còn có chút mỏng rát, bởi vì hắn từng nói một câu
1.000 dư phong có không bằng phân nửa A Nam tỉnh, mà bây giờ A Nam tỉnh lại chủ động nhận thua. Đây có thực là đánh vào mặt tại chỗ à? Phát dòng thở dài, Thiên Nguyễn xuất hiện tại trên đỉnh đông đài, phức tạp nhìn thoáng qua dư phong, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua đám người phía dưới, nói ra: còn có người nào đi lên khiêu chiến hay không?